Rồi, xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với CAD Radio, kênh tâm sự và phát triển bản thân dành cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn một lần nữa vì đã luôn ngóng đợi cũng như ủng hộ kênh thông qua các hình thức like, chia sẻ, bình luận bài viết và các tập podcast ha. Thì như các bạn cũng nghe được là đây là cái âm thanh tự nhiên ở một cái vùng quê, tại vì tôi đang ở nhà. Cụ thể là ở tỉnh miền Tây các bạn, nên là cái tiếng dế nè, tiếng ếch ộp này kia vòng vòng á, nó đang làm nhạc nền cho cái tập ngày hôm nay. Hy vọng là các bạn không phiền và tôi có thể lọc âm được, nhưng mà tự nhiên cảm thấy thích cái gì đó tự nhiên, thích cái gì đó nó đơn thuần, nên là muốn để lại để coi như là một tập đặc biệt đi ha. Rồi thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về cái việc đó là học hỏi từ đâu. Học hỏi thì sẽ có rất là nhiều nguồn cho các bạn lựa chọn. Nhưng mà theo tôi nhận định á, thì các bạn có thể học hỏi từ hai nguồn. Một nguồn đó là chủ động và một nguồn còn lại đó là không chủ động. Chủ động là sao? Chủ động có nghĩa là các bạn lên Google nè, các bạn tìm cái từ khóa là ví dụ như học viết, học nói, học thiết kế hình ảnh, hoặc là tìm kiếm hình ảnh đẹp ở đâu vân vân mây mây. Thì các bạn có thể chủ động tìm bằng những cái từ khóa đó ở trên Google hoặc là YouTube hoặc là TikTok hoặc là những cái kênh mạng xã hội khác mà các bạn có thể lựa chọn. Cái việc mà mình đi tìm cái nguồn kiến thức nào đó thì đó chính là cái sự chủ động, đúng không? Và mình sẽ chọn lọc, mình sẽ học hỏi qua những cái nguồn như thế đó. Hoặc là các bạn chủ động, các bạn đến nhà sách, các bạn mua sách, bạn chọn lọc, đọc thử và cuối cùng là quyết định thanh toán tiền để mua một cuốn sách phù hợp với mình mang về đó. Hoặc là các bạn hỏi bạn bè, ê, đang chán nè, đang buồn nè, muốn đọc sách nhưng mà không biết đọc cuốn nào, thì mày có cuốn nào giới thiệu cho tao không? Thì nếu mà các bạn làm được cái cách đó thì cũng là học hỏi chủ động ha. Khi bạn học hỏi chủ động á, thì cái nguồn kiến thức mà bạn nạp vô người bạn á, nó sẽ được chọn lọc. Và đa phần là những cái nguồn kiến thức mà hữu ích cho bạn nè, trọng điểm nè, và ít có bị lan man hay là học phải những cái kiến thức mà nó không phải là kiến thức, nó kiểu như là chơi nhiều hơn học, hoặc là những cái gì đó nó sai lệch đó. Thì khi các bạn chủ động thì các bạn chọn lọc được, tránh được những cái không mong muốn ha. Rồi, đó là cái nguồn đầu tiên. Rồi cái nguồn thứ hai là học hỏi không chủ động. Có nghĩa là các bạn vô tình các bạn học được thôi, chứ không phải là mình chủ động mình tìm tới nó. Thì cái này thường nó sẽ học qua trải nghiệm các bạn. Ví dụ ai cũng muốn yêu đương là sẽ kết hôn, yêu đương là sẽ hạnh phúc, có một cái happy ending, đúng không? Nhưng mà đâu phải lúc nào những cuộc tình nó cũng có cái kết đẹp đẽ đâu các bạn. Đa phần là tan vỡ. Để chi? Để cho các bạn những cái bài học. Ví dụ như là đừng cả tin quá, đừng cả nể quá, và chung thủy là lựa chọn chứ không phải là bản năng. Đó, rồi kinh tế nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái hạnh phúc của các cặp đôi vân vân mây mây. Hoặc là nếu mà mình không chịu phát triển bản thân mà cái người đồng hành với mình người ta phát triển bản thân quá tốt đi, thì dần dần hai bạn sẽ có những cái khoảng cách nhất định và cuối cùng là mình xa nhau vì những cái suy nghĩ, những cái định hướng hành xử khác nhau đó. Thì những cái như vậy đó là học hỏi không chủ động. Tự nhiên mình học được qua những cái trải nghiệm, qua những cái biến cố. Thì có thể là biến cố hoặc là niềm vui cũng có. Ví dụ như là trúng số đi, thì cái đó là niềm vui đúng không? Trong cái lúc mà các bạn trúng số thì các bạn sẽ chi tiêu cái món tiền đó như thế nào cho hợp lý, thì đó cũng là một cách, đúng chưa? Rồi tiếp tục ha. Thì đối với cái nguồn á mà chủ động và không chủ động á, thì mình sẽ không nói cái nào hay, cái nào dở, cái nào tốt, cái nào xấu. Chung quy lại nó là một cái câu thôi, một cái từ thôi, đó là phù hợp. Và theo tôi nha, thì tôi thích học từ cả hai nguồn. Không phải là mình thích tan vỡ hay là biến cố, mà thí dụ như mình học chủ động á, thì mình chọn lọc được, đúng không? Mình biết cái gì thì mình sẽ đi tìm cái đó, mình biết mình thiếu sót cái gì thì mình đi tìm cái nguồn kiến thức đó. Nhưng mà có những trường hợp các bạn không nhận thức được là mình đang thiếu cái gì, mình đang còn sai sót cái gì, và mình có thể học được cái gì, thì lúc này cái nguồn học không chủ động nó sẽ đến với các bạn. Và thông thường là sẽ thông qua những bài học cuộc đời mà mình nếm trải. Có thể là bài học vui, có thể là bài học không vui.
thì miễn là bài học thì mình bắt buộc sẽ phải học. Khác với học chủ động thì các bạn có thể muốn học thì học, không thì thôi, không vấn đề gì. Nhưng mà cái nguồn không chủ động, bài học cuộc đời ha, trải nghiệm là bắt buộc các bạn phải học. Và nếu bình thường các bạn đã chăm chỉ học cái nguồn chủ động rồi thì đến khi mà cái nguồn không chủ động nó đến thì cái bài học nó sẽ nhẹ hơn một chút. Còn nếu bình thường các bạn không chịu chủ động đi tìm bài học thì đến một cái giai đoạn nào đó bắt đầu có những cái bài học nặng nề nó giáng xuống bạn, khiến cho bạn té sấp mặt luôn. Té một cái là đứng dậy xây xẩm mặt mày, mà có khi mất một khoảng thời gian rất là lâu mới có thể đứng dậy được. Đó là chuyện rất bình thường. Nên bây giờ khi mà nghe được cái tập này thì làm ơn hãy tìm kiếm những bài học chủ động đi ha. Chủ động tìm nguồn kiến thức phù hợp, chủ động trau dồi bản thân, học những kỹ năng mới, ứng dụng vào cuộc sống, thay đổi bản thân vân vân may ha. Thay thế những thói quen xấu bằng những thói quen tốt hơn. Bắt đầu là tập thể dục nhiều hơn nè, ăn uống lành mạnh nè. Rồi bắt đầu tìm hiểu về những cái lĩnh vực mà mình chưa có rành, cũng như là mình đọc sách nhiều hơn các bạn. Thật ra sách là nguồn tri thức rất là rộng lớn mà mình chỉ trả một cái mức chi phí cực kỳ nhỏ để có thể thẩm thấu cái nguồn tri thức đó vào trong con người của mình. Học trải nghiệm sống của người khác cũng là một cách học chủ động. Người ta đã té ở chỗ đó rồi, người ta sẵn lòng, người ta chia sẻ là ê cái chỗ này có ổ gà nè, cẩn thận nha, đi từng bước nha, dò dẫm nha, đừng có vội vàng, sẽ đau đó. Thì mình là cái người học sau họ, mình hãy nghe và mình xem coi cái lời họ nói có đúng không, có phù hợp không. Nếu mà thật sự họ chia sẻ đúng thì làm ơn rút kinh nghiệm từ bài học của người khác, để tránh cái trường hợp là tự bản thân mình phải nếm trải cái bài học đó thông qua cái việc là học không chủ động ha. Thật ra thì cuộc sống này nó có nhiều cái mặt lắm các bạn, mặt tốt, mặt xấu, mặt đen, mặt trắng. Và mình sống là nếu mà mình cứ đen trắng quá thì nó cũng mệt, lâu lâu xám xám chút ở giữa cũng được. Mình hãy học cả hai, học vừa chủ động và vừa không chủ động. Như vậy thì sẽ có lúc bạn cảm thấy là những cái bài học trong cuộc sống nó luôn tồn tại, chỉ là mình không có nhìn ra, mình không có chú tâm để mình quan sát, để mình học hỏi mà thôi. Và ví dụ như cái việc đọc sách đi, thì hồi nãy tôi có nói là khi bạn vào nhà sách, bạn đọc thử, bạn tìm hiểu và bạn mua về cho mình một cuốn sách, đó là học chủ động. Nhưng mà cũng có những lúc đọc sách là không chủ động. Ví dụ nha, ví dụ như là bạn đi cà phê với bạn của bạn, hoặc đi cà phê một mình đi, và vô tình ở trong cái quán cà phê đó nó có một cái giá sách, và trên cái giá sách đó thì đập vào mắt bạn là một cuốn sách, và bạn rảnh tay mà bạn lật thử vài trang, thì cũng vô tình thôi, trong những trang sách đó có cái đáp án cho cái vấn đề của bạn ngay thời điểm giai đoạn mà bạn lật cuốn sách đó luôn. Thì đó là học không chủ động, và đó là bài học của cuộc đời dành cho bạn, giải đáp cho bạn vấn đề của bạn. Hay không, nghe hay không? Như có thiệt nha, có thiệt chứ không phải là đùa đâu. Hoặc là tự nhiên khơi khơi bạn có một người bạn tặng cho bạn một cuốn sách, thì đó giờ bạn không có đọc sách nhưng mà không biết làm sao nữa, cái cuốn này nó lại thu hút được bạn, và người bạn của bạn cũng lựa làm sao mà khéo quá, đúng ngay cái mà bạn cảm thấy mình bị cuốn hút, mình đọc được. Và thế là lần đầu tiên trong cuộc đời bạn đọc xong một cuốn sách, và từ đó trở đi bạn lại có thêm nhiều hứng thú để đọc những cuốn sách khác nữa. Thì đây cũng là một cách học không chủ động, vì bạn đâu có biết là bạn của bạn sẽ tặng sách, hoặc là đòi hỏi bạn của bạn phải tặng sách cho bạn đâu, đúng không? Cái này là mình đâu biết trước được, đó là một cái gọi là tự nhiên thôi, vô tình thôi, đem đến cho mình đó. Thì cuộc sống vi diệu lắm các bạn, tuyệt vời. Khi mà mình mở lòng ra, mình đón nhận những bài học và mình chủ động tìm những bài học, thì tự nhiên bạn sẽ cảm thấy thứ nhất là mình bận nè, và thứ hai là cuộc sống nó có ý nghĩa hơn, và thứ ba nữa đương nhiên là tự nhiên cảm thấy ê, mình cũng giỏi nha, mình cũng có nhiều kiến thức nè, mình cũng học hỏi nè, và dần dần mình cảm thấy bản thân mình đã phát triển thành một cái phiên bản nào đó rất là có ích, cũng như là tốt đẹp hơn rồi. Thì khi các bạn học càng nhiều thì tự nhiên cái đầu của mình nó sẽ mở ra, nó sáng ra ha. Đó, nhớ thì mình có hai nguồn thôi, chủ động và không chủ động.
thì cứ mỗi lần mình nhận được bài học của cuộc đời hoặc là tự mình tìm bài học thì mình hãy hiểu là ok, tôi sắp tăng level rồi đó, tôi sắp phát triển lên rồi đó. Kể cả cái lúc mà học bài học nó hơi đau đớn một chút, nó hơi bất như ý một chút thì cũng ráng mà lãnh hội cái bài học ở trong những cái biến cố đó nha. Ha. Rồi, có khi là cuộc đời đang thử thách cho các bạn, có khi là cuộc đời đang cho các bạn những bài học quý giá mà sau này các bạn phải cảm ơn cuộc đời đó nha. Ok, rồi, tập ngày hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo cũng như bình luận ở phía dưới, tại vì mình rất là thích đọc bình luận của các bạn. Rồi, chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.